Sáng 21 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn. Theo đó, năm nay Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh tại 114 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố với tổng số chỉ tiêu tuyển sinh 77.294 chỉ tiêu lớp 10. Tổng số học sinh lớp 9 trên toàn thành phố năm học này là trên 109.000 học sinh. Các trường trung học phổ thông có chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cao phải kể đến như Trung học phổ thông Marie Curie, quận 3 với 1.200 chỉ tiêu, Trung học phổ thông Hùng Vương, quận 5, 1.035 chỉ tiêu, Trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi, quận 6 với 1.045 chỉ tiêu. Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, trong đó thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ diễn ra vào ngày 6 đến ngày 7 tháng 6 năm 2023. Theo đó, học sinh thi lớp 10 sẽ thi 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Thời gian học sinh làm bài thi cụ thể là ngữ văn và toán trong thời gian 120 phút, ngoại ngữ là 90 phút.